Xin chào mọi người nha Hôm nay Út quay cho mọi người coi cái cách mà chạy Út nhân lên men cấp 2 để sử dụng cho nó tiết kiệm nha mọi người à, Thì Út sẽ lấy một cái máy bơm mọi người bỏ vô à, Đây là men cấp 1 hả mọi người ha Hôm bữa thì Út dùng hết một nửa thùng còn một nửa phi nè Để men cấp 1 á, thì lấy một Ký men 100g phụ da cao cấp với lại là 5kg mực rỉ đường 100 lít nước Găng kính lại 7-10 đến ngày nha mọi người Ở chỗ Úc á, trời nắng nóng với lại là cái nước của Úc á, nó cũng lên men tốt lắm mọi người Cho nên là 5-6 ngày á, là nó lên à, mạnh lắm Còn nếu như bà con nào mà ở miền Bắc hay là khu vực ở trên uh, Lâm Đồng Bảo Lộc đồ á, Bữa nay lạnh thì mọi người uh, uh, găng 7-8 đến ngày nha nếu mà lạnh quá thì 10 ngày ha mọi người ha Đây mọi người ủ men trước đi xong rồi mới mua nguyên liệu về Đây là mực rỉ đường nguyên chất nè mọi người Đấy. À, Ở mực rỉ đường thì Úc có giao cho bà con mình nha Ở Bến Tre ghép xe ha đi ngang qua Tiền Giang, Bình Chánh, quận 7, Nguyễn Văn Linh Rồi à, bữa nay có xe đi Gia Lai, Đắk Nông Gia Lai, xe Đắk Nông nha mọi người Hoặc là đi um, Quảng Ngãi Đây nè mực là mọi người được test thoải mái ha bà con. tại vì men nếu mà mà mực mà nó không nó có nhiều yếu tố để giúp bà con mình có lẽ lên men tốt thức ăn đó là nước nếu mà mọi người dùng cái nước mà nó vôi nhiều quá thì men nó sẽ hơi yếu thì mọi người cứ để bơm nước lên bồn xong để cho nó lắng lắng một ngày á xong rồi lấy cái nước ở trên mặt rồi mình mình ủ men nha. còn mực để đường thì mọi người đừng có dùng cái loại tạp chất thôi là nó lên men rất là tốt nha. Đây nè Mọi người nhìn 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 mực ha Đổ độ ra ngoài để cho bà con mình có thể nhìn rõ Thấy là cái cái mực nó cái màu đậm đặc nha mọi người Mọi người để ủ men cấp 1 lên cấp 2 Thì mọi người dùng 45kg mực rỉ đường Với lại là à, một ký phụ gia dinh dưỡng Với lại một à, 900 lít nước nữa cho đủ 1.000 lít đó mình bơm vô cái bồn 1.000 lít này nè à, mọi người cần cái gì thì cứ liên hệ với Út qua số điện thoại là 0976629090 nha. 0976629090 hoặc 0769990309 nha bà con. Cái men cấp 1 và cấp 2 thì nó y chang nhau. Nhưng mà cấp 2 á thì mình nhân lên giống như chạy Út là sử dụng thường xuyên và hàng tuần á thì Út sẽ nhân lên men cấp 2 cho nó tiết kiệm mọi người. Tại vì một một cái bồ ngàn lít như thế này thì ủ được 7 đến 10 tấn bã đậu lần Còn nếu như mà bắp hoặc là lúa mạch nguyên hạt á, thì ủ được chừng 5, 5 đến 6 tấn nha Tại vì cái đó nó khô hơn á còn cấp 1 á, thì mình chỉ ủ được 7 đến gần 100, gần 1 ngàn ký nguyên liệu thức ăn thôi. ha Khi mình đổ vô xong rồi mọi người đổ mực rỉ đường là đổ Uh, phụ gia rồi đổ um, uh, nước vô ở đây men cấp 1 á xong rồi út sẽ bơm qua để cho nó hòa đều cái cái nguyên liệu này vô mọi người nhìn á út quay video nhìn nó lâu vậy thôi chứ thực tế làm rất là nhanh mọi người đổ mực rỉ đường đổ phụ da xong rồi đổ vô men cấp 1 quấy lên xong rồi bơm ngược vô cái bình 1000 lít sau đó là xả nước vô cho nó đủ uh, 900 lít nữa là nó đủ à là mình găng chính lại khi men cấp 1 lên rồi á, thì mọi người găng kính lại qua men cấp 2 tầm cỡ chừng 5 ngày nữa thôi mọi người thì Út xin nhắc lại nha một ký men 100 gram phụ da với 5 ký mực rỉ đường 90 lít nước mình sẽ găng lại từ 5 đến 8 ngày nếu mà thời tiết lạnh thì găng lâu hơn nha mọi người thấy men Út lên mạnh là kiểu giống như là ở chỗ Úc là cái nước nó cũng tương đối là sạch mặc dù Úc dùng nước giếng nha mọi người thì À, ủ, ủ lên là cả chừng 7 ngày là lên mạnh lắm lên mà kiểu nó nó, nó ủng luôn mọi người còn à, thí dụ mọi người dùng đường cát nha thí dụ chỗ xa xa mọi người cũng không có gửi à, mực để đường đi được cho bà con mình thì mọi người dùng đường cát thì mọi người ủ nó lâu hơn chút xíu lâu hơn vài ngày á tại vì đường á, đường cát thì nó không có nhiều cái thành phần à, uh, vitamin á vi lượng cần thiết cho cái việc lên men cho nên nó sẽ lên chậm hơn chút xíu là tời lạnh như thế này là tầm 7 đến 10 ngày nha bà con nên mọi người lưu ý để nhiều khi bà con ủ bằng đường á thì cũng đừng quá lo lắng nha số điện thoại của trại út là 0976629090 mọi người cứ quay video rồi gửi qua zalo đó tại vì zalo của út là bị full bạn nhiều bà con quá nó chỉ hình như được bao nhiêu ngàn bạn đó thôi á cho nên mọi người cứ gửi video là út vẫn nhận được nha à, kết bạn thì không được nhưng mà gửi video là nhận được nên bà con yên tâm ha à, mình mình lấy cái 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 bình nước mình mình qua nước mình bỏ vô luôn để xoáy nó vô nha bà con thì cái này út ủ men cho uh, cái gì ta cho ruồi đen nè gà rồi cho cả heo rừng là nhiều mọi người tại gà chim đồ thì út trẻ cho nó ăn lúa mạch với lại là lúa rồi cho nên là nó cũng ít dùng men men chỉ dùng để ủ men cấp 1 hoặc là men tỏi á cho nó uống thôi còn heo là dùng rất là nhiều tại vì u uh, mọi người thấy đây là men cấp một ủ nè người thấy nhìn nó khiếp không. Ở đây là nhiều bà con mình nó chưa lên là do mọi người à, cái cái nước á à, mọi người không để ý là nó 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 dơ với lại nó vôi nhiều á hoặc là mực để đường của mọi người nó không được nguyên chất thì nó sẽ lên hơi chậm ha. Có nhiều yếu tố lắm với lại thời tiết nữa. Còn ở chỗ Úc nè, mọi người thấy Úc cái này Úc ủ lâu rồi, tại vì Úc cứ ủ để để dành vậy đó. Nó lên rất là mạnh luôn mọi người. À, cái bên này là Úc à, bơm vô còn cái 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 thùng bên này là để dành cứ xài hết là út cứ ủ gối đầu gối đầu dễ mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem nhiều video chạy út bot lên cũng như là để lại bình luận bên dưới để trò chuyện với chạy út nhiều hơn nha mọi người cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha